Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Mình đang ở trên cái căn phòng trưng bày của mình á. Có một cái chuyện là hôm bữa tự nhiên mình đem trứng rồng Siva, trứng rồng si sốc cơ lên trưng bày trong khi mình chưa có up hai cái trứng này. lỗi mình, giờ mình sẽ chuộc lỗi nha. Ra ngoài up liền. Mèn đét ơi. Khi mình đi tìm trứng rồng quá 180 phút nó vậy đó. Rồi, và ở đây thì mình đang up hai cái trứng rồng. Đó chính là trứng rồng Night Stalker cũng như là trứng rồng Thunder Room. Thì chỉ mới trứng rồng Thunder Room là up xong thôi. Đó, mình sẽ tạm thời lấy trứng rồng Thunder Room ra ha, và cho vào đây trứng rồng Sea Soccer. Chính xác, nó sẽ được up bằng cái máy up trứng rồng chạy bằng nước. Đó, rồng sống dưới nước mà. Đó, thì mình phải cho vô máy up trứng rồng bên này ha. Rồi chăm thêm nước để đảm bảo là ấp nó không bị thiếu nước nè. Đây thêm một xô nữa. Xong. Rồi còn bên đây thì trứng rồng Night Stalker cũng sắp xong rồi. Mình sẽ chăm thêm nhung nham đi, tại vì gần hết nhung nham rồi này. Đấy, ấp rất... cái gì đây? Ấp rất là tốn nhung nham luôn. Một xíu mình còn ấp trứng rồng Night Fury cũng như là trứng rồng Rack nữa, nên cần khá là nhiều nhung nham đây. Chăm vô, chăm vô tiếp cái nữa. Rồi xong phân. Giờ thì mình sẽ cho Thunder Room ra ngoài á. Thunder Room là cái em rồng mình nhập rất là sớm luôn, mà tới bây giờ mình mới có trứng rồng nè. Thunder Room. The Room. Đó, đúng như cái tên của em luôn nha. Bùm. Đấy. Úi giời ơi, em này thì thích ăn cá hả? Cá được luôn. Cho luôn. Cá thì mình còn khá là nhiều ha. Rồi, ăn đi em. Rồi, mới cấp 1 thôi mà. Trông rất là to ha. Được. Giờ tạm thời thì mình sẽ cho Thunder Room ở chế độ ngồi yên một chỗ đi. Đừng đi lung tung, không thôi một xíu lại dành ăn của mấy em rồng khác nữa. Rồi, bên đây thì trứng rồng Night Stalker cũng sắp up xong rồi. Kế tiếp thì chắc mình sẽ up trứng rồng Night Fury. Rồi, tới công chuyện nữa. Từ từ ha, Night Fury xong rồi tới... Siva ha, rồi tới Rack. Ok, đó là trình tự up trứng rồng của mình. Nhưng mà có một cái vấn đề á, làm những cái trứng rồng up bằng cái máy chạy bằng nhung nham á, lúc nào nó cũng lâu hơn chạy bằng nước nha. Cái này up sau mà nó up gần xong rồi nè, cái này up trước một lúc luôn mà giờ mới xong. Không biết là chạy bằng nước nó có cái gì đó mà nó nhanh thực sự á, nhanh gần gấp đôi cái máy bên đây luôn nè, ảo thiệt. Rồi chăm cho đầy luôn, rồi mình up cho nó lâu. Rồi, cho vô trứng rồng Night Fury. Đấy, chạy rồi. Ngon. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho tiếp bé rồng thứ hai là Night Stalker ra ngoài á. Night Stalker. Đây, Night Stalker. Đấy. Rất là đẹp á. Rồng này có cái cái gương mặt như một con mèo vậy á. Ngồi chế độ ngồi yên nào. Đây. Ơ, em này thích ăn thịt gà. Khác với những em rồng khác thì em này thích ăn thịt gà hơn. Oh my god luôn. Gà thì có gà, giờ thích cái gì là mình cho ăn cái đó. Mình giờ chẳng VIP đoạn rồi. Thích ăn gì là cho ăn cái đó liền. Đấy, trời ơi, dễ thương vậy. Mấy bạn nào mà thích mèo thì chắc chắn sẽ rất là thích em rồng này cho xem. Dễ thương á. Nhưng mà mình nghĩ hai em rồng này khi mình lớn lên tầm cấp 25 thì sẽ ngầu hơn nữa. Nên mình sẽ lần lượt cho hai em này lớn lên. Dễ dùng cho nhỏ được. Đây, anh ta rơm trước nha. Rồi, thích cực ăn vô đi cưng. Ăn lia lệ luôn. Mình nghĩ Thunder Room là tầm cấp 25 là cửa được rồi. Tại vì bây giờ em ấy đã rất là to rồi nè. 24 và 25. Đấy. Cưỡi. Đó, được luôn nè. Wow. Bay thử coi. Thunder Room bay thì cũng tương đối nhanh đấy. Mặc dù hơi ú ì một xíu á. Nhưng mà bay cũng rất là nhanh. Được. Khá im. Rồi. Giờ thì tới rồng Night Stalker nè. Night Stalker đúng không? Mình sẽ chia ra tiếp. Rồi, ăn đi cưng. Night Stalker.
Giờ là còn dễ thương nha, nhưng mà lên cấp 25 là chưa chắc đâu. Chuyển sang chế độ ngầu đấy. Rồi chuẩn bị nè, 10 cấp cuối cùng. Nay Sơn Cơ cũng rất là mau lớn nè. À, cấp 25. Một cái nữa. Đấy. Mấy cái vòng các thứ ở chân nó đã có thêm kích thước rồi nè. Móng vuốt cũng dài hơn nè. Lỗ tai cũng dài hơn. Và răng. Kìa coi, mọc răng nanh rồi kìa. Ui, quá đẹp luôn. Thử cửa nha. Được luôn nè. Yeah. Nice Stone Cơ rất là đẹp luôn. Và tốc độ thì tương đối thôi á. Cũng không có quá là nhanh đâu. Như vậy thì cửa đi khám phá là vừa rồi. Chứ gặp cửa mấy em rồng mà bay nhanh quá, máy mình lót không có kịp. Như vậy thì cũng thành ra là bất lợi. Đấy nên mấy em gần bay tốc độ vừa vừa, vậy là mình thấy ok rồi. Quá xa đã luôn, hai em rồng rồi. Tiếp theo. Night Fury tới đâu? Night Fury mới up được phần nữa à. Sea Soccer cũng đã up xong rồi nè. Rồi ok, đi. Lên bờ đi em, xuống nước làm gì? Lên bờ đi. Lên bờ với những người anh em rồng khác. Ê, chạy đi đâu vậy? Qua đây nào. Đừng li lung tung nào. Đây mình sẽ cho Sea Soccer ra ngoài ha. Sea Soccer thì sống ở dưới nước á. Đây, Sea Soccer. Soccer, rồi, yep. Ui, đâu vậy? quay lại. Trời ơi, trời bơi nhanh chưa kìa. Quá dữ luôn, nhỏ mà bơi nhanh ghê luôn á. Em này thì thích ăn cá, rồi cho ăn trước con cá nè. Bơi siêu nhanh luôn. Mèn đất ơi, mới cấp 1 mà bơi rất là nhanh dưới nước á. Đây. Màu lớn đi. Màu lớn nha. Ơ, sao hết cho ăn được rồi. Hết cho ăn được rồi. No, một xíu cho ăn tiếp. Rồi giờ thì mình sẽ coi thử trứng rồng Silva ấp bằng cái máy ấp trứng rồng nào. Ồ, như vậy thì trứng rồng Silva vẫn ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham. Hay da. Ấp, mình ấp được hai trứng rồng bên đây là bên đây mới ấp xong nè. Rất là lâu luôn á. Oh my god thiệt. Mình sẽ chăm thêm nhung nham trong lúc chờ đợi ha. Chăm vô thêm cái nữa. Rồi bây giờ mình thử cho ăn lại coi. Đó, giờ cho ăn tiếp được rồi nè. Hồi nãy cho ăn nhanh quá. Đây, qua đây em. Đi qua đây. Đúng rồi. Rồng biển hai đầu. Sea Soccer. Ui trời. Này, ăn tiếp đi. Sẽ gán cho em này. Và mình đoán thôi nha, 25 vẫn chưa phải là cái cấp có thể cưỡi em này đâu. Này 25 mà cũng không thay đổi gì nhiều nè. Vẫn chưa cưỡi được này. Rồi ok luôn. Mình sẽ gán cho ăn đến khi nào cưỡi được thì thôi, chứ biết sao giờ. Để mình thử coi em rồng này có giúp mình thở dưới nước được hay không á. Tại vì mình chưa có em rồng nào mà kiểu đi dưới nước được hết. Giờ cưỡi được rồi nè, Ủa em rồng này cưỡi sao ta? Đây rồi. Ủa sao mình... Oh no. Bơi về đây nào. Sao mình không cưỡi dưới nước được ta? Ê, lên đây nào. Đừng chơi như vậy mà. Rồi, em rồng này khó cưỡi quá. Mình cưỡi cứ bị văng ra à. Ui, sao mình bị dính cái tơ nhện đây vậy? À, con này khốn kiếp. Dám quăng tơ nhện cho. Khốn kiếp. Cắn em. Cắn nó. Đúng rồi, cắn nó. Này. Ui. Trời, ui, nó quýnh em rồng mình. Ghê thiệt. Chơi nó văng tơ để nó bắt em rồng mình hay sao á. Mấy con này láo thét thiệt cả nhờ. Rồi mình sẽ thử. Con em này thì không có giống như hai rớp Terra rồi, không bay được. Con này bơi sao? Chân lên đi cà giật gì á. Này. Điều khiển sao nhờ? Khó điều khiển thiệt á. Hay là điều khiển như vậy ta?
Cũng có thể lắm. À chắc là điều khiển như vậy nè. Nhưng mà khi mà cái bụng của mình á, nó rớt xuống nước hoàn toàn thì mình sẽ cũng bị văng ra khỏi em rồng á. Khó, khó điều khiển rồng si sóc cơ thiệt. Còn si sóc cơ bơi dưới nước siêu nhanh luôn ấy. Thích thế nhờ, phải chi mình thành thạo kỹ năng điều khiển si sóc cơ thì hay. Thôi thôi kệ đi, hôm nào rảnh mình tập luyện sao. Giờ thì trứng rồng Night Fury đã up xong rồi. Yes. Trời ơi, bữa nay là ngày để chúc mình up trứng rồng á. Một ngày thì đi khám phá quá trời, một ngày thì ở nhà chăm nom cho mấy em rồng thôi. Khám phá hoài, bỏ bê mấy em rồng sao mà được. Này, rồi, giờ thì mình sẽ vô trong để làm thêm thức ăn. Tại vì Night Fury chắc chắn là mình cần phải cho ăn rất là nhiều thì mới có thể cưỡi được á. Tiếp tục, tiếp tục. Chế tạo ra những cái Raiden Shield. Đây. Rồi. Ra ngoài cho Night Fury ăn thôi. Đây, mình sẽ cho Night Fury ra. Đây rồi, Night Fury. Fury. Đấy, chính xác đúng là cái tên của em ấy ha. Night Fury. Bùm. Đây rồi, đây rồi, răng súng đây rồi. Lại đây, lại đây. Quá im ấy. Rồi, mình sẽ cho răng súng ăn trước một con cá đi. Tại vì răng súng rất là thích ăn cá luôn. Đó, cầm mặt thích chưa kìa, trời ơi. Thôi giờ thì tới chuyên mục là ăn thức ăn cho rồng. Chia ra. Khiên cất vô đây đi. Rồi, tiếp tục. Ủa, nhầm. Thức ăn cho rồng mà. Tự nhiên chia cá làm gì. Ôi ngủ rồi. Thôi thức dậy ăn đi em, mau lớn nào. Chúng ta cùng đi quẩy nữa. Cỡ lên, cỡ lên. Mau lớn nha. Night Fury thì mất rất là nhiều thức ăn mới có thể cưỡi được đó. Không biết Night Fury thì sao. Ồ, cấp 20 đã to như vậy rồi. Được quá ta. Night Fury có vẻ rất là mau lớn luôn. Mình sẽ thử cho lên cấp 25 ha. Rồi bây giờ coi học bay được chưa. Oh, Night Fury cấp 25 đã học bay được rồi. Quá đã luôn. Coi ngầu chứ kìa. Có cái mặt kia bay kìa. Ngầu quá trời quá đất luôn. Quá dữ, đúng là Night Fury. Đây có con gì, à con Ripper. Con xương nữa. Mấy con này láo tét thiệt. Chưa biết sức mạnh của Night Fury sao á. Ủa, bắn hộp. Dòm bay nè. Sướng nè. Đừng có láo tét nha. Ow. No. Mình phải cẩn thận. Mình nhắm mà gần quá là em rồng cũng bị mất máu ấy. Để mình cho em rồng ăn để hồi phục lại cái đã. Em có ăn thịt được không phải? Ồ, ăn thịt vẫn được. Night Fury rất là dễ ăn á. Tốt. Nhưng mà cấp 25 thì nó hơi ít máu. Nên mình sẽ cố gắng cho ăn lên nhiều cấp nhất có thể đi. Để tăng lượng máu lên. Chứ không thôi gặp những đối thủ mạnh thì rất là dễ bị đánh gục luôn. Đây. Mình không thể cho Night Fury thiệt thòi được. Mấy rồng khác thì cấp 25 là đã 20 mấy máu rồi. Night Fury có 10 mấy máu thôi. Ui sao hết cho ăn được rồi. Ăn một lúc thì lại hết cho ăn được nữa rồi. Rồi bắn tiếp. Đó, rất mạnh luôn ha. Cái này chưa đâu, lên cấp 100 sức mạnh còn tăng lên nữa. Phải ráng luyện Night Fury sớm á. Mấy cái em rồng khác của mình thì hầu hết đều tầm cỡ 50 rồi đó. Có Night Fury thì hơi thọt. Nhưng những em rồng mới trong ngày hôm nay nè, đều chưa lên cấp cao ha. Mình sẽ gán farm thêm xương các thứ rồi tranh thủ cày cấp luôn. Rồi, trứng rồng Shiva cũng đã up xong rồi nè. Quá êm. Tốt quá đi. Giờ thì cho tiếp trứng rồng cuối cùng là trứng rồng rác vào cho nó up ha. Hy vọng là 5000 nhum nham có thể up đủ. Còn trứng rồng Shiva thì mình sẽ cho ra ngoài. Rồng Shiva. Đấy. Oh. Ui cái gì? What the hell? Trời đất ơi. Đây là em rồng nhỏ nhất từ trước tới giờ của mình luôn. Mình tưởng bị lỗi không à, nhưng mà không. Tại em rồng này nhỏ như vậy á. Mèn đất ơi, nhỏ xíu luôn. Thôi mình sẽ cho Shiva ăn đi. Một xíu cho Night Fury ăn sao.
Dòng có chút ẻn à, mình phải zoom lên thì mình mới thấy rõ được. Dễ thương vậy. Nè, cấp 14 mà mới như đây à. Cái này chắc mình phải cho ăn lên cấp 100 thì may ra mới bằng một em rồng bình thường thôi. Hôm nay mình gặp em rồng tí hon rồi. Mèn đét ơi, quá dữ luôn. Rồi à, mình sẽ tạm thời... Ồ, ở ngoài có xương kìa, thôi mình đi ngủ đi. Nguy hiểm quá à. Coi bây giờ mình sẽ cởi được những ai ta. Sea Shocker là không có cởi được ở trên đất liền rồi nè. Rồng Night Stalker thì cũng được đi. Chắc mình sẽ chỉ làm hai chuyến khám phá. Chuyến khám phá đầu mình sẽ cởi Night Stalker trước ha. Rồi chuyến khám phá sau thì mình hãy cởi tiếp Night Fury. Ok, chia ra hai lượt ha. Rồi giờ thì mình sẽ cất bớt mấy thứ lặt vặt của mình vô trong lại. Ủa, thức ăn cắt qua đây. Rồi xong phim. Giờ thì lên đường thôi nào. Mình sẽ có một chuyến đi khám phá. Với cả là mình muốn tìm một cái loài rồng rất là hiếm luôn. Đó là rồng hình như là Red Dead, đúng không ta? Nó tên là... Đúng rồi, tên là Red Dead. Con rồng đó không biết tìm ở đâu luôn á. Từ hổm tới rồi mình đi khám phá nhưng mà vẫn chưa gặp được loài rồng đó. Không biết là nó có tìm được ngoài tự nhiên hay không nữa. Cùng mình đi tìm thử nha. Ăn trước miếng cái đó. Rồi giờ thì cởi Night Stalker đi thôi. Đi Night Stalker cũng rất là ít máu luôn. Ồ, như vậy thì mình quên mất Night Stalker cũng còn ít máu nè. Với những em rồng này thì mình phải cẩn thận tối đa có thể đó. Tại vì rất là dễ bị đánh gục luôn. Có chút xíu máu à. Gặp mấy con rồng dữ nó phun một phát là đi luôn á. Rồi bên đây thì hình như là lãnh địa của Play Falcon hay sao. Quá trời Play Falcon ở bên đây luôn nè. Sợ thiệt. Hai cái tổ kế bên luôn ha. Ý, bên đây còn có... À, Foley Falcon thì có trứng rồi. Không sao. Lượn qua đây một xíu. Phanh lại. Cưỡi cũng từ từ thôi. Nhiều khi mình bay nhanh quá lót mắt không kịp. Giống như hôm qua nữa thì toan á. Đi khám phá mà cứ đơ đơ hoài là chết luôn á. Này nè, thấy chờ mới nói. Mới nói là đơ liền. Rồi xong đi tiếp. Lại là Play Falcon. Sao hôm nay mình đi toàn gặp Play Falcon không vậy? Chấp vô mình xin dài cái trứng về mình ốp la quá. Thôi nói gì thôi chứ ai nỡ. Trời ơi, gồng là để yêu thương, ai nỡ đi ốp la. Ê, khoan. Gặp cái vùng đất bên này nè, màu đất giống như bên này nè, thấy không? Là vùng của những cái con gà chơi đồ đó. Vô đây rất là nguy hiểm luôn. Ui sao mình mỗi lần mình vô đây là mình thấy gung mà. Tại vì những con gà chơi đồ nó đánh là mình bị choáng váng á. Nên rất là khó chịu. Lại có thêm ngôi đền. Ê, quen vậy ta. Hình như... À, mình nhớ rồi. Đây là ngôi đền của Night Stalker thì phải. Nó sẽ có một cái lối vào nhỏ đâu bên hông á. Nè. Chính xác. Đây. Ủa không. Aztec. Ồ, đây là chỗ trứng rồng Aztec chứ không phải Night Stalker. Nhầm rồi. Trứng rồng Aztec ha. Đấy, lẫm. Ôi giời ơi. Ở đây còn có công trình nữa nè. Vô trong luôn ha. Ờ, nhiều có quái nha. Ui, có xương. Ô. Oh. Đập lòng spawn. Nhảy qua đây. Nhảy lên. Đấy, mình sẽ lừa cho nó gớt xuống dưới hết đi. Ê, dùm bay. Hùng nè. Nhóc nhỏ nè. Rồi xong phim. Rồi cho anh em tương tàn đi. Đấm vô mặt nó. Dùm bay. Ui. Dùm bay ơi. Đấm không lại con xương nữa. Ê, nó cho mình cái rương vàng nè. Đó. Revenge damage for a full second every 5 seconds. Không biết nữa. Mình cứ lụm trước đi. Một xíu mình dùng luôn. Mấy cái phép đó xài cũng ok lắm. Lava jam. À, xương tốt nè. Xương mang về làm thức ăn cho rồng. Ok. Hết à. Ồ, nó còn có thuốc kháng lửa nữa. Ồ không. Cái này là thuốc hồi phục. Hồi phục cấp độ 2 luôn. À, tốt á. Mình sẽ giữ lại ha.
Cái chậu này, chậu này u quá trời đồ chơi luôn. Đào nhanh. Photosynthesis. Cái gì ta, cái này là gì lạ vậy? Ui, cái hiệu ứng gì nhìn thấy ghê vậy? Quấn thuốc này cái gì màu đỏ này? Ôi, cái thuốc gì mà hình giống như là cái chân mình bị dính keo vậy á. Không rành nữa. Nhưng mà hên là mình không có bị sao á. Hình quá, hình quá. Mới chơi cái đống đồ vô mà không trong người không bị sao hết. Quá mừng luôn. Ô. À không không, tưởng đâu hết multi jump được rồi chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ kêu Night Stalker ra ngoài. Đi tiếp em ơi. Trời mà bỏ anh giữa chợ vậy đó. Mới vô mình lượm cái trứng rồng mà Night Stalker bay mất tiêu luôn. Tranh thủ thiệt đấy chứ. Rồi, đi tiếp nào. Một xíu có cơ hội thì mình sẽ dùng dùng cái này luôn được không? Dùng ở trên không luôn. Dùng ở trên không luôn. Được không? Ồ không. Ờ được rồi nè. Wow. Dùng mình sẽ được cái hiệu ứng là Unstable Intagi Planet. Không biết mình được có đúng không nữa. Rồi trên đây nó có cái nhà bỏ hoang hay sao nè. Ồ. Em dùng coi thử coi. Chính xác, đây là một căn nhà bỏ hoang á. Mà sao nó rộng vậy ta? Ồ, cái nhà này đúng rộng luôn á, nhưng mà bị bỏ hoang mất tiêu rồi. Sukana vậy? Ở dưới có chỗ hóa thạch. Thôi, tưởng đâu trong đây nó có đồ mình vô mình vét, nhưng mà không có thì thôi. Bữa nay tôn cơ mất máu rồi, ăn miếng thịt đi. Cho đầy máu lại, đi tiếp. Coi mình cởi Night Stalker mình còn gặp thêm được cái tổ rồng nào hay không nha. Để coi nào, nhất là con Red Dead á. Cái con Red Dead là một cái con mà nó rất là to luôn. Không chừng là nó to như rồng vua vậy đó. Nhưng mà muốn tìm nó thì chắc hơi khó đây. Ừ, ở đây nó có ngôi làng phù thủy, mình sẽ test sức mạnh của Night Stalker cho các bạn xem luôn nha. Đây, phù thủy thì sẽ có một vài bà đứng ngay cái giếng chơi đồ nè. Đứng ngay cái giếng, ồ, bắn ngọc. Không sao, qua đây đổi góc bắn tiếp. Không ăn thua. Ui, mấy bầu thể này trâu quá. Nhưng mà phát cuối thì bắn vô văng dính dách luôn. Bây giờ gì đi, mình sẽ cho em đồng ở ngoài này. Ở ba chỗ khác cũng được đi em. Để một mình vô thôi. Nguy hiểm lắm, đánh với mấy bầu thể này ta bả chơi thuốc độc không à. Nên rất là nguy hiểm luôn. Mình sẽ cân nguyên ngôi làng phù thủy này. Mấy bầu thủy đó, bà phát hiện mình rồi đó. Chơi đồ. Đứng dưới gốc cây chơi đồ hả? Chơi đồ nè, một bà. Ái tội chơi đồ. Chơi đồ nè. Này thì chơi đồ. Rồi, mình sẽ vô đây, mình sẽ hốt được một mớ đồ á. Làng phù thủy mà. Rồi, còn có cái này là kháng được độc. Quy đờ luôn. Quá tốt. Ấm. Hầu hết thì trong những căn tròi của những bà phù thủy thì đều có đồ ha. Ít hay nhiều thôi. Đấy, lại có một cái nè. Ồ, cái phép này cho phép mình loại bỏ những cái hiệu ứng bất lợi nè. Negative effect. Được á, sẽ sử dụng luôn ha. Để nhỡ một hồi mình gặp những con gà chơi đồ thì nó sẽ không có gây ra hiệu ứng bất lợi cho mình. Đấy. Purification nè. Những cái hiệu ứng xấu hồi nãy nó cũng đã bị mất đi luôn rồi cả. Rất là tốt luôn. Đúng là ngôi làng của mấy bà phù thủy có những cái đồ rất là tốt ha. Nè, tiếp một cái nữa. Giữ liền, cái này mình sẽ giữ. Để có gì mình loại bỏ những hiệu ứng bất lợi. Quá tốt luôn. Nhớ vô làng phù thủy được quá chứ. Nên mình sẽ vô đây coi còn gì nữa không. Tháo vàng. Cũng tốt. Bảo vệ khỏi sấm sét, cái đó mình dùng nhiều lần rồi. Nhưng mà mình ăn ở tốt mà, dễ gì mà sét đánh trúng mình được. Ôi giời ơi, khỏi cần. Mới nói cái ngồi đi cười cười mưa xong cái sét đánh trúng. Cái đó chắc cười xỉu luôn á. Dễ gì nói vậy thôi chứ mình làm gì sét đánh trúng được. Ăn ở tốt không có bị đâu. Mình lâu mình chỉ cà khịa xíu thôi mà, đúng không? Rồi, ở đây có những con tổ rồng gai ha. Có trứng rồng rồi nên mình sẽ không có lượm tiếp đâu. Oh, Night Fury. Ý,
đổi rồng, đổi rồng. Ê, nhưng mà ở đây có cái gì á? Khoan, dừng khoảng chừng là nhiều giây. Ở đây nó có cái bàn gì nè. Ồ, cái bàn này làm phép hay sao á? Nay Stalker đi ngủ đi, hoặc là đi chơi đi em. Bây giờ tới lại Night Fury, tại vì đằng trước là Night Fury kìa. Cái rút của rắn súng đấy. Ôi xời ơi, đây rồi em ơi, đây rồi. Gì đây, gì đây? Đừng đi cà khịa tầm bậy nha cưng. Trời 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 ơi, con nhỏ mà sung chưa kìa. Bị con dùm ba nó quýnh gần xỉu rồi, thôi thôi thôi. Rồi ôi, Night Stalker cũng không phải dạng dừa đâu. Ăn đi cưng. Rồi ăn xong rồi đừng đi cà khịa giùm cái. Để ta tìm cờ rút cho Night Fury nào. Ô ô, con kia làm gì? Con kia định làm gì? Hả? Phun lửa luôn. Ô ô, quên quên, Night Fury không phun lửa được. Mấy con này đi ra. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, đây là Night Fury cấp 86. Wow, cấp cao đấy. Rồi rồi, lại đây em. Ôi, Night Fury rồi. Không biết có cách nào để cho live à, mà chắc không có nhân giống ở đây được à. Trong đây không có chức năng nhân giống rồng á. Cho Live Fury ăn thử coi. Đẹp thiệt á. Đúng là Live Fury với Nam Fury đứng kế bên là thành một đôi luôn. Ồ, có vẻ kết duyên cho cặp này không được rồi. Thôi, đành phải bỏ đi thôi. Ở đây thì có trứng rồng Halo. Ừ, ở đằng kia có con rồng hoang dã. Ui, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng mà không đâu, với sức mạnh của Night Fury mình sẽ cài khịa nó từ xa. Ui, cái gì đây? Dùm ba dân làng làm gì đây? Chết chết. Dùm ba dân làng nè, định lợi cài khịa hả gì? Cài khịa tối ngày à? Mình không muốn cài khịa mà cứ đi cài khịa mình thôi. Tấn công hả? Một hit, hai hit, ba hit. Ui, chạy. Oh no. Ôi ôi, đau quá, đau quá. Mình lỡ bắn hụt thôi mà Night Fury mất cả đống máu luôn. Quay lại em ơi. Tại vì mình nhắm không có chuẩn á, chỉ cần nhắm hụt thôi là đòn đánh có thể gây lên sát thương cho chính Night Fury luôn. Cực kỳ nguy hiểm á. Rồi, giờ tụi mình sẽ tìm một góc khác để mình tấn công con rồng. Nó đang ngủ kìa. Nó đang ngủ kìa. 4 hit rồi đó. 5 hit. 6 hit. 6 hit là tiễn vong được một con rồng. Yeah. Quá mạnh luôn á. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi. Tranh thủ á. Tại vì phía bên này mình thấy nó còn có một cái cánh rừng mới nữa nè. Ồ, cánh rừng này cũng có vẻ xanh tốt đấy. Tiềm năng đấy. Còn có rồng Nether ở đây nữa. Ừ, nói Nether mới nha. Tới bây giờ mình vẫn chưa gặp được tổ của Nether luôn á nha. Ủa, vô lý thế nhờ. Rồng Nether mình gặp ngoài tự nhiên đúng nhiều luôn mà không thấy tổ đâu hết. Lạ thiệt. Tổ giấu kỹ thiệt á. Rồi, giờ thì mình lại tiếp tục tới vùng hoang mạc rồi. Vùng hoang mạc này thì tỷ lệ gặp trứng rồng nó cũng hơi ít ha, nên cục mình cũng không có hy vọng nhiều lắm. Nhưng mà ôi, đây là cái gì? Ủa, tự nhiên nó làm một cái hình tròn ở đây nhìn nghi vậy. Mình cứ tưởng là có trứng rồng chứ, làm mừng hộp mất tiêu. Rồi bên đây thì có tổ rồng rác, mình sẽ lấy thêm một cái trứng rồng rác nữa để mình cho vô bộ sưu tập trứng rồng của mình. Tại vì mình chưa có trứng rồng rác trong bộ sưu tập. Đây là lốp để mình lấy thêm trứng rồng rác. Man rác ơi, tha cho em nha, em vô em mượn cái trứng em về em trưng bày thôi, em không có làm gì đâu. Hứa luôn. Rồi xong. Xin xong cái trứng rồi. Quánh bà chuồng thôi. Con sượt đi ra chỗ khác. Quánh bà chuồng thôi Night Fury ơi. Chuồng thôi, chúng ta đã lấy được thứ mình cần rồi. Thôi tha cho nó đi. Thôi. Đi quýnh người ta mà em
em mất gần nửa cái máu rồi. Ăn đi, rồi đi tiếp. Nai Fury cũng không phải dạng dừa đâu nha. Con nào mà đụng vô mình một phát là Nai Fury khô máu luôn á. Đúng là người bạn tốt mà. Nhưng mà khô máu khi đó thì hơi toan nha. Bắn người ta mà không trúng người ta mà trúng mình đâu mà. Rồi, giờ thì thử băng qua cái ngọn núi này coi. Coi coi có ổn áp hơn không. Bây giờ nếu mà mình gặp được cái con rồng Aegis á là quá đẹp luôn. À, và ở đây có thêm tổ rồng Shiva nè. Yay. Có thêm trứng rồng cho vô bộ sưu tập rồi. Lần này là mình cho vô bộ sưu tập được rồi nha. Mình up trứng rồng Shiva rồi đó. Ơi sao sao phanh lắm được. Ủa trên kia còn có rồng nữa kìa. Ghê quá. Rồi đáp xuống gân súng á. Rồi giờ mình lấy cái trứng rồng ha. Rồi xong phanh. Đi. Cho vô bộ sưu tập. Go go. Rồng Shiva thì khá là hiền luôn. Không có gây hại gì cho mình á. Rồi băng qua đây. Không biết bên đây có. Trời, bay nhanh quá đâm vô ngọn núi luôn à. Chậm lên. Ồ có rồng bên đây nữa. Ý, tôi thấy hay sao rồi. Rồng lửa. Ghê quá. Chạy chỗ khác thôi. Lại là dùng Misa. Không biết là bây giờ nè, có hai con rồng mình rất là gặp nhiều luôn, nhưng mà chưa gặp tổ rồng, đó là con rồng Nether, cái thằng hai là rồng Tigris á. Không biết nó cất cái tổ nó đâu nữa. Rồi phía trên đây là chỗ trứng rồng Rex ha. Ôi rồng Rex thì mình đã có rồi. Mình sẽ không ghé nữa. Lượn qua đây tiếp. Có vẻ là cái vùng này hơi khan hiếm trứng rồng đấy. Nữa nè. Sao tồn Red với rồng Shiva không vậy ta? Hình như đây chỉ ở cái vùng này chỉ có hai trứng rồng đó thôi à. Nãy giờ mình gặp mấy tổ rồng rồi đó. Buồn chị men. Thôi đành chấp nhận thôi. Gặp. Thôi em xin. Té cái nhẹ. Hồi lượng qua đây thì gặp một ngôi làng luôn. Ok. Gần làng thì cũng không có công trình gì nữa. Thôi đành lượn chỗ khác vậy. Bây giờ chắc mình cần là chỉ cần cái chỗ đi tới thế giới ít thôi à. Cái vùng đầm lầy để đi tới thế giới ít thôi. Ừ nó mới nhớ. Hôm qua mình còn gặp cái cổng này đi tới một cái thế giới khác nữa. Hay da, mình quên mất ta. Đáng lý ra bữa nay mình phải đi qua đó chứ. Ui dồi ôi, mình quên mất rồi. Gì là phải dời qua một bữa khác rồi. Thôi giờ mình sẽ tranh thủ mình gắng đi tìm nốt vài trứng rồng đi. Thử coi bữa nay được 3 trứng rồng rồi. Coi có khá hơn mỗi khi không. Bữa bội thu nhất là mình tìm được 4 trứng rồng khác nhau luôn đây. Bữa nay mới không có trứng rồng nào mới luôn. Trứng này không có trứng rồng nào mới luôn à. Buồn hay luôn á. Có vẻ là nhân phẩm của mình đã dồn hết vào em Nai Fury hôm qua rồi. Hôm nay còn cái nịt. Hôm nay nhân phẩm của mình còn đúng cái nịt thôi. Ok không sao. Có được Nai Fury cũng mừng rồi. Em rồng này rất là khó tìm luôn á. Mà tìm được thì đỡ khổ hơn. Ôi trời ơi. Đáp thì mạnh em ơi, đáp nhẹ nhẹ thôi. Đáp gì mà một cái bẹp dữ à. Ê, nữa nè. Cưỡi Night Fury mà gặp đền Night Fury luôn. Quá dữ. Mà cái này nó không có công thức chỉ hết ta. Nó không có hướng dẫn gì mình trơn á. Cái này là mình phải tự ngâm cứu á. Ở trên nóc của ngôi đền thì không có gì hết. Không, chắc mình phải kêu Nai Fury vô đây làm tấm hình mới được. Kỷ niệm chuyến đi khám phá đầu tiên mà đã gặp được ngôi đền của chính ẻm luôn. Ở đâu rồi, em đâu rồi. Lại đây cưng, đừng bay lên đó nữa cưng. Bay vô đây, anh cho chụp bức hình nè. Bay vô đây, đúng rồi. Ăn miếng đi.
Vô trong. Ui bự quá, vô trong không được. Mình bắt vô trong cái ọp đi. Đó, vô trong cái ọp là gọn hơn nè. Rồi, ra đây. Ở đâu rồi? Nè, ăn đi. Rồi, đứng yên nha, làm kiểu nha. 1, 2, 3, bạc. Xong. Đẹp trai đó, nhưng mà không có mình ở trong đây. Không có mình trong ảnh á. Đây rồi. Úi giời. Cuối cùng cũng được tấm hình của Night Fury với mình ở trong cái ngôi đền này rồi ha. Kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của hai anh em. Rồi, giờ thì đi tiếp em ơi. Bây giờ thì mình sẽ ra đây coi trứng rồng Red tới đâu rồi. Yes, trứng rồng Red cũng đã up xong rồi. Bữa nay quá trời rồng mới luôn á. Red. Này, ra đi em. Red đi rồi, bé Red của chúng ta đi rồi. Ngồi yên. Nhưng mà bây giờ mình hết thức ăn cho rồng rồi. Hôm nay á, để mình đếm coi. Mình đã có... mấy em ta? Thunder Room nè. Nice Stalker nè, Sea Soccer nè, Night Fury nè, Siva và cuối cùng là Red nè. Trời. Vàng rồng của mình bây giờ quá xa dữ rồi. Và trong tương lai thì chỉ còn thiếu những cái con rồng mà siêu hiếm như là rồng Red Dead. Đó kiểu như vậy ha. Là mình đã có thể hoàn thành bộ sưu tập cũng như là bí kíp luyện rồng của mình. Rất là ha, háo hức đây. Rồi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đầu tiên của mình cùng với Night Fury. Hy vọng như chuyến khám phá sau thì mình sẽ tìm được thêm những trứng rồng mới. Và mình sẽ hoàn thành luôn cái công đoạn là đặt những trứng rồng vô đây. Đấy, hôm nay là bộ sưu tập có thêm trứng rồng rồi đó. Rồng Aztec thì mình sẽ đặt ở đây đi. Đấy, ok. Tương lai thì sẽ có thêm một trứng rồng Night Fury ở ngay đây ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.